anh em. Để có thể cập nhật nhanh chóng các bài giảng và video, anh em hãy bấm nút subscribe trên YouTube. Anh em có thể yêu cầu bài giảng, đặt câu hỏi, xem livestream và xem các video nhảm nhí mình làm thì hãy search Hiền Râu Guitar trên Facebook rồi bấm like nhá. Tên em tôi thấy bao quá qua cơn tình này như chết lặng. Mong rằng người như cơn gió lạ mang em về gần lại bên tôi. Dường như góc phố thanh thang sương đêm làm ướt tóc ai. What? Sao vậy em? Mình liền. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em một bài rất là hay mà có nhiều anh em bảo tới cái bài này mà tôi quên mất. Đấy là bài Phút Ban Đầu của Vũ. Nói chung là bài rất là đơn giản, rất là hay nhưng mà nói chung là bài này rất là được. Thì tao cũng sẽ cố gắng hướng dẫn anh em cả kiểu dễ cả kiểu khó luôn. Thì nó cũng chẳng có gì đâu, nó cũng đơn giản thôi mà. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào xem bài này có gì. Với các bạn thì bài này chúng ta sẽ dùng capo kèm vào khoang 1 bởi vì đấy là giọng của Vũ trong bài này là Đô Thăng. Còn anh em nếu mà không thích thì cứ bỏ ra, chúng ta chơi đô trưởng thì nó cũng vậy thôi. Thì ở đây thì mình sẽ cắm capo vào 1 để chúng ta chơi tông đô thăng nhưng mà thế tay chúng ta là đô trưởng. Nó cho nó dễ. Đấy, đại khái như vậy. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ chúng ta vào xem bài này hầm gì nhá. Ok, về các bạn thì trong bài này thì trước tiên là tớ lại dĩ nhiên là sẽ hướng dẫn phần sướng âm để cho anh em hát đoạn đầu bài này mà không bị sai tông các thứ. Nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem bài này chúng ta sẽ đánh những nốt gì nhá. Chúng ta sẽ đánh những cái nốt là có ô cửa sổ nhỏ. Đấy, đấy là những nốt mà chúng ta sẽ dùng trong bài này để sướng âm để chúng ta hát theo không bị sai tông. Thì nó gồm có son này. Son là chúng ta đánh dây 1 này ở đây này. Son mi đô son son. Son mi đô son son. Đấy, đấy là những nốt mà chúng ta sẽ đánh trong bài này để chúng ta có thể hát bài này mà không bị sai tông. Thì như thế anh em dù cắm capo đi đâu chẳng nữa thì chúng ta cứ đánh lại những nốt đấy và hát theo những nốt đấy thế là xong. Đơn giản như vậy thôi. Có ô cửa sổ nhỏ. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Ở trong bài này chúng ta sẽ đánh những hợp âm như thế này. Đầu tiên là tông chủ của bài này, đô trưởng. Kèm capo 1 nhá, cho nên tớ sẽ gọi là đô trưởng. Nhưng mà thực ra nó là đô thăng thì tớ cứ gọi đô trưởng thôi. Chúng ta sẽ gọi hợp âm đô trưởng trong bài này. Một ngón đây, một ngón đây, một ngón đây, đô trưởng. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm tiếp theo là hợp âm pha. Pha trong bài này tớ đánh như thế này. Thực ra pha trong bài nào tớ cũng đánh như thế này. Thì trước tiên tớ sẽ hướng dẫn cho anh em ba kiểu pha. Pha thứ nhất là pha mở, là cái pha mà anh em chưa quen tay thì chúng ta sẽ đánh pha đấy. Một ngón vào đây và một ngón vào đây, chặn hai quang này, cho một ngón vào đây và cho một ngón vào đây, đánh trên dây 4 CD. Đấy là pha mở. Anh em có thể bỏ luôn cả cái phần dây 1 này lên mà chỉ bấm vào dây 2. Thế là pha mi giờ 7, thực ra là cũng được, chẳng sao đâu. Thì đấy, nó lại khá như thế, đánh trên dây 4 CD. Và sau đó thì chúng ta có pha chặn. Anh em chắc ai biết pha chặn rồi, thôi ta sẽ giới thiệu. Ai mà biết pha chặn rồi thì cứ giới thiệu làm gì nữa. Đấy, một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây. Đấy, pha chặn, đánh trên dây 6 trở đi. Còn nếu ở trong cái kiểu pha mà tôi hay chơi nhất ấy là cái kiểu như thế này. Là tôi cho một ngón vào đây, một ngón vào đây, hai ngón vào đây. Và ngón cái tôi đặt vào đây. Chặn vào cái... Đấy. Đấy. Và tớ không đánh dây 1 nữa, tớ chỉ đánh từ dây 2 trở đi thôi. Đấy là kiểu chơi pha của tớ. Đấy, nó kiểu như thế. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hợp âm son trưởng. Son trưởng, một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây. Đấy, ok chưa? Anh em muốn chơi bài này mà nghe nó giống với bài hát hơn, nó hay hơn thì chúng ta sẽ tránh chơi dây 1. Hầu hết tất cả các hợp âm chúng ta chỉ chơi từ dây 2 trở lên thôi, 2 3 4 đấy các kiểu. Không đánh dây 1 nữa. Đơn giản vậy thôi. Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm la thứ. Anh em có thể chơi la thứ 7. Trong bài này chơi la thứ 7 hay la thứ đều được, đấy là sở thích của chúng ta thôi. Có đoạn người ta chơi la thứ, có đoạn người ta chơi la thứ 7. Thì anh em cứ chơi la thứ cho tớ nhá. Một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, đánh trên dây 5 thì đi. La thứ. Và chơi cái mi thứ, một ngón vào đây, một ngón vào đây. Mi thứ. Ok chưa? Đánh trên dây 6 cho đi. La là dây 5, mi thứ đánh trên dây 6. Và cái hợp âm cuối cùng của chúng ta là hợp âm pha thứ. Hợp âm pha thứ có hai kiểu. Một là anh em chơi như thế này. Tức là chúng ta chơi giống pha chặn, chơi giống pha chặn. Nhưng mà chúng ta bỏ ngón giữa ra. Tức là một ngón vào đây, một ngón vào đây, cho một ngón chặn toàn bộ. Đây là pha thứ. Ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ có thể chơi cái đây ra pha thứ này, chúng ta chơi dưới 6 trở đi. Nếu anh em muốn anh em có thể chơi pha thứ mở. Thì pha thứ mở thì nó sẽ như này. Một ngón vào đây. Còn lại thì ngón trỏ chúng ta sẽ chặn 4, 2, từ 3 đến 4 giây tùy sở thích của anh em. Toàn bộ dây 1 như thế này, toàn bộ phần khoang 1 như thế này. Sau đó chúng ta sẽ chặn ở đây. Đánh từ dây 4 trở đi. Đấy cũng là pha thứ. Anh em có thể chơi như vậy hoặc là chơi pha thứ chặn, đấy là tùy sở thích cá nhân thôi. Đấy, đơn giản là như vậy thôi. Đấy là toàn bộ hợp âm trong bài này của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào xem bài này đánh như thế nào nhá. Ok, chúng ta biết bài này có hợp âm gì rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem ở bài này chúng ta nên chơi điệu gì và nên chơi như thế nào. Thực ra nó cũng đơn giản lắm, ta sẽ cố gắng hướng dẫn đấy. Anh em cả kiểu dễ cả kiểu khó. Tổng thể thôi. Ok, bây giờ chúng ta vào xem nhau nhá. Về cơ bản thì bài này của chúng ta là bài nhạc 2/4. Tức là mỗi hợp âm chúng ta sẽ dậm chân 2 lần. Một số hợp âm chúng ta sẽ đánh 2 thì tớ sẽ ghi là x2. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Ở trong bài này thì anh em sẽ đánh và hát cùng lúc. Có ô cửa sổ nhỏ. Na 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 na.
Ở bài này thì tớ sẽ hướng dẫn anh em cái kiểu đơn giản trước, sau đó sẽ hướng dẫn kiểu khó hơn. Về kiểu đơn giản thì bài này rất đơn giản nếu chơi kiểu đơn giản. Đấy là chúng ta sẽ chơi sấp chậm, một cái điệu rất là phổ biến cho những bài mà nghe nó tình cảm. Nhịp chẵn mà nó lại tình cảm. Chúng ta sẽ chơi một cái điệu tình cảm như vậy thôi. Về cơ bản thì chúng ta sẽ chỉ cần chơi cái tiết tấu sấp chậm là bát, ba, hai, một đánh cùng lúc. Ba, thế thôi. Bát, ba, hai, một, ba, bát, ba, hai, một, ba, cho một hợp âm. Đấy, ok chưa? Có ô cửa sổ nhỏ, na 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 na. Đấy, tôi khuyên anh em ở trong bài này là để chơi chơi cho nó hay thì chúng ta sẽ tránh đánh dây 1, cho nên chúng ta sẽ đánh là bát 4 3 2 4. Đấy, ok chưa? Thay vì là 3 hạ bát 3 2 1 3 thì bây giờ là bát 4 3 2 4, chỉ là ba ngón này của chúng ta chuyển từ dây 1 2 3 lên trên này thôi. Còn lại kiểu đánh vẫn vậy. Đấy, nó như thế thôi. Thì ở trong bài này thì hợp âm của chúng ta sẽ đi theo dãy khá là dài, nó là các đoạn hơi khác nhau. Thì đoạn đầu tiên, tức là đoạn trước cái đoạn mà tèo tèo em na 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 na, trước cái đoạn đấy thì chúng ta sẽ chỉ đánh hợp âm là đô pha đô pha. Đấy, đô pha đô pha. Đấy, chúng ta đánh hai lần cái dãy đấy. Có ô cửa sổ nhỏ na 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 na. Xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang vòng tiếp theo là vòng em đang đến mưa đang hát. Hát bài hát mùa yêu. Đấy, chúng ta sẽ đánh là la la thứ, mi mi thứ, fa xong rồi sang đô. Rồi lại la la thứ, mi mi thứ, fa fa fa. Đoạn này chúng ta sẽ đánh fa hai lần, cho nên là tớ sẽ đánh là bát 3 2 1 à bát 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4. Đấy, hợp âm nào nhân đôi thì anh em đánh như thế nhá. Bát 3 2 4 3 2 4 được. Sau chúng ta sang fa thứ em lưu luyến. Son ngân ngóng phố đây na 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 na. Đấy, giờ đến đoạn điệp khúc chúng ta sẽ chơi hợp âm là đô 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 sang. Tiếp theo là hợp âm khá đặc biệt son trên si. Anh em không đánh son trên si cũng được thì chơi son thôi, nhưng mà son trên si cũng là một hợp đặc biệt. Đấy là chúng ta sẽ cho một ngón út ở đây và son trên si chúng ta ở đây. À, ok chưa, hai ngón đây và chúng ta đánh từ dây 5 trở đi. Dường như sang la thứ sang mi đô son trên si la thứ mi thứ sang đến fa xong rồi đô trường xong lại fa xong sang đến son chỉ có mỗi thế thôi em sang son trên si rồi la thứ mi rồi sang fa xong lại về đô vậy thôi rồi lại sang fa trước sau sang fa thứ. Nó đơn giản như vậy thôi. Còn đến có một đoạn nữa là đoạn bridge mà thì là giống với cái đoạn tiền điệp khúc. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Đấy là toàn bộ cái dãy hòa thanh của chúng ta. Anh em có thể chơi giải sấp chậm cả bài nếu muốn, nhưng mà đến đoạn quạt, nếu anh em muốn quạt bài này thì dĩ nhiên là chúng ta vẫn nên quạt thôi, bởi vì trong bài này bản thân nó có quạt mà. Trong bài này thì chúng ta sẽ chơi ballad chia đôi, bởi vì bản chất là cái điệu ballad nó là 4/4, cho nên là bởi vì bài này 2/4 cho nên chúng ta phải chia đôi tất cả các hợp, chúng ta sẽ chia đôi trừ hợp âm nào ghi x2 để anh em đánh bình thường, còn lại thì về cơ bản chúng ta sẽ chia đôi hết. Cái tiết tấu ballad là cái mà tớ đã hướng dẫn rất nhiều lần rồi. Xuống nghỉ 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 xuống nghỉ nghỉ lên nghỉ lên xuống nghỉ xuống lên cho một hợp âm. Đấy, ok chưa? Thì nếu mà chúng ta chia đôi ra ấy thì là giả dụ đô sang son trên si chẳng hạn. Đô chúng ta đánh xuống nghỉ 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 xuống nghỉ nghỉ. Xong chúng ta sang son trên si thì chúng ta đánh lên nghỉ lên xuống nghỉ xuống lên xuống lên. Thế thôi, dễ mà. Đấy. Đừng em gấu phải nữa. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là bài này chúng ta đánh theo kiểu đơn giản như vậy. Thì bây giờ tớ sẽ hướng dẫn anh em kiểu khó hơn một chút. Nó cũng chả khó hơn là mấy đâu. Đấy, đại khái bây giờ chúng ta vào điệu khó hơn. Tiết tấu giải ở trong này thì tớ sẽ hướng dẫn anh em. Đấy là một kiểu tiết tấu nghe nó như thế này. Có cửa sổ nhỏ.
nó nghe như vậy. Thì cái tiết tấu dài này của chúng ta thì cái tiết tấu của tớ chính xác nó sẽ kiểu đấy. Tớ sẽ đánh là bát nghỉ từng 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 từng, tức là chúng ta sẽ đánh ngón trỏ ngón giữa. Anh em có thể đánh vào dây 4-3 hoặc là dây 3-2 hoặc là dây 2-1, đấy là sở thích cá nhân. Thường tớ sẽ đánh vào dây 4 và dây 3, thường là như thế, đánh vào dây 4 và dây 3. Nếu những hợp âm mà có bát là dây 4 thì tớ sẽ đánh vào dây 3 và dây 2. Nhưng mà thường thì nếu mà cái hợp âm mà dây bát không phải là dây 4 thì tớ sẽ đánh 4 và 3. Đấy, ok chưa? Thì chúng ta tớ sẽ đánh lại như thế này là bát nhỉ 4-3. Đấy, sau đó tớ sẽ chơi như này. Bát nhỉ 4-3 đập. Tức là khi mà tớ đánh cái động tác đấy là động tác tớ sẽ đập vào đây, tớ đập vào dây 6 và sau đó ngón trỏ tớ búng nhẹ ra, búng nhẹ ra. Kiểu nó sẽ là đấy, tức là tớ chỉ gảy nhẹ ra một tí, gảy nhẹ ra một tí thôi. Thì tớ vừa gảy tớ vừa đập. Đấy, nó ra cái âm thanh như vậy. Thì tớ sẽ kết hợp lại bát nghỉ 4-3 đập. Đấy, bát nghỉ 4-3 đập. Sau tớ đánh tiếp là 3-4. Đấy, bát nghỉ 4-3 đập, 3-4. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Gần như tất cả các hợp đều như vậy. Thế thôi. Bát nghỉ 4-3 đập, 3-4. Đấy. Nếu đánh cho mỗi một lần nhá, đây là cái nhịp dành cho 2-4 nhá. 2-4 thì nó sẽ như thế. Có cửa sổ nhà. Thì cái khi mà đến cái đoạn mà nhân đôi ấy, thì tớ chỉ đánh hai lần cái đấy thôi. Và đôi khi là tớ đánh nó tự do hơn nữa. Nhưng mà với nếu mà anh em mà tập ấy thì chúng ta chỉ cần đánh cái kiểu đấy hai lần cho một hợp âm. Thì chúng ta sẽ đánh được cái đoạn mà X2. Đấy, đơn giản thế thôi. Một số đoạn ở trong bài này tớ chạy bát chính là cái đoạn mà na 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 na. Sau đó tớ đấy, đoạn này thì sẽ hơi đặc biệt một chút. Ở đoạn đấy tớ sẽ chạy bát từ son, nốt son, son, son đang la. Thì sang la này tớ sẽ phải chơi la, la, la thứ chặn. Tức là tớ sẽ chặn tập khoảng 5, sau đó tớ cho hai ngón này vào đây. Đấy. Đấy. Đơn giản như vậy thôi. Và sau đó là hát bài hát mùa yêu đô. Sau đó sang si, đô si na 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 na. Em lưu luyến. Khi mà tớ vào đoạn điệp khúc ấy, tớ mà vào mạnh ấy thì tớ sẽ đánh xuống 5 lần. Na, na, na. Em lưu luyến, yeah, yeah, yeah. Đường như góc phố nắng. Thế lặng, mong nhau người từ cơn gió lặng. Nhưng cho người một dãy đất. Na, 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 na. Đấy. Với cả khi mà tớ quạt ấy thì đôi khi tớ không chỉ đơn thuần là đánh xuống và lên, mà đôi khi là tớ chơi như thế này, tức là tớ sẽ thu toàn bộ ngón tay về, sau đó tớ vẩy ba ngón tay của tớ giữa áp út giữa trỏ để tạo ra cái âm thanh kiểu na 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 na. Đôi khi tớ lúc mà tớ đánh xuống ấy, tớ đánh xuống như này, tớ quạt xuống thì tớ đập ngón tay vào nữa. Đấy là thói quen. Đấy, nó kiểu như thế. Nếu mà chúng ta chơi quen rồi thì ta có thể tạo ra rất là nhiều âm thanh cho tay phải khi mà chúng ta chơi đàn. Đấy. Đấy, để cho tiếng đàn đặc biệt hơn thôi. Đấy, đại khái là như thế. Còn phần intro thì nó chính là, phần intro nó chính là cái điệp khúc. Nó chính là cái hòa thanh của điệp khúc, chỉ là tớ đánh linh tinh lên tự dưng nó ra nhạc thôi. Đấy, nó kiểu như
Tự đánh linh tinh, tự ra nhạc thôi. Đấy, kiểu như vậy thì thực ra anh em chỉ cần đánh kiểu bình thường cho cái đoạn intro, hoặc là anh em có thể vào bài hát luôn ở kiểu thở ấy. Có ô cửa sổ nhỉ. Đấy, thực ra tùy anh em thôi. Đấy, đại khái bài này như thế. Rất giản. Ok, sau khi chúng ta đã biết là ở bài này thì chúng ta biết cả cái chơi như nào rồi, hợp âm nhiều rồi, bây giờ tớ sẽ cố gắng chơi cả bài này để chúng ta cùng thử đánh theo như nào. Đại khái như thế thôi. Ok, giờ vào bài này nhá. Đấy chính là bài phút ban đầu của Vũ. Nói chung là bài rất dễ, rất hay. Nói chung là bài, nói chung đại khái như thế. Ok, hẹn gặp lại các bài sau nhá.